như là vét hết không. Các chị ơi đẹp không các chị? Hơn một chút là đeo sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà mua cái này chủ yếu để mặc về, về bắt đầu đợt này có dự án mới cho nên là mua phụ kiện về. Mày làm đi, mày ngồi tủng tỉ vậy? Cười vậy? Đẹp không các chị? Nha. Cái này là em phải đặt là thủ công chứ hoàn toàn là bằng tay hết. Treo chuẩn, nhớ chuẩn bị lên nịnh bén đấy nha. Lẻ trước để ấy xong rồi là ngày mai có về thêm 5 cây 5 màu nữa. Với lại thông báo với tụi mày là cái áo kiểu của cô mà cái bộ lan gồ nó sắp sửa về khoảng từng chục cây. Cái áo hồng nền đen mà cái hoa hồng có dự án chứ mà có chiến dịch làm giống như là đi kèm quét cái gì giống bằng ấy. Em sắp sửa có dự án đấy các chị ơi. Dạ yeah, em cảm ơn tất cả các chị. Các chị ơi em nói các chị nghe nè. Vân phép màu da hay gọi là màu da, nói chung là nếu mà đúng ra nếu mà nó sáng như cái màu này ấy thì nó chỉ có đậm hơn một chút xíu thôi để làm lên cho cái nền của các chị mặc nó rất là vừa phải. Nếu mà nó sáng như màu vàng mỡ gà thì thật sự luôn là lên hoa nó sẽ rất là khó để thiết kế. Cho nên hôm nay em về cho các chị là chuyến cuối cùng luôn. Nếu ngày mai em còn bao nhiêu nữa thì em sẽ dồn qua cho Kim bán, chứ còn nhà em là không còn một mét nào. Và hôm qua em có nói các chị nghe này, em cũng đang rất là phân vân, tại vì bản thân em khi mà em muốn làm một bất cứ một cái gì em cũng đều tìm hiểu hết.
thì cũng có một số chị khi mà mua hàng sỉ của nhà em ấy, thì các chị có nói về này, Tú ơi, thật sự luôn là chị rất là thích mua hàng ở bên Tú luôn, nhưng mà Tú có thể điều chỉnh một cái giá nó tốt hơn cho tất cả các cái khách hàng như bản thân của tụi chị là những người bán mua đi bán lại ấy, thì cần một cái giá rất là tốt. Tại vì nếu như mà tính bằng với giá những người mua lẻ thì tụi chị bán không nổi. Vì chị có mua được hàng giá 120.000, 130.000 một áo có luôn. Sao em biết bảo vậy thì bây giờ chị cho em cái vải mà chị đã từng mua. Khi mà em nhận được, em nói thật sự với các chị luôn, các chị ơi, không bao giờ giống được vải của em hết. Em dám khẳng định đến bây giờ, từ hôm nào cho đến bây giờ em vẫn nói với các chị là em không dám chắc. Nhưng hiện bây giờ em đã cầm rồi các chị ơi. Không các chị, nó mỏng, nó cực kỳ mỏng và nó không có cái độ đàn hồi, nó không có cái độ chắc tay, nó không có cái độ nặng tay. Cái sớ vải của nó không hề thẳng một tí nào, nó méo sật, méo xẹo luôn. Và nó siêu mỏng luôn, không thể mặc được. Và nếu chú nói chung là mặc được các chị, nhưng mà so với chất lượng hàng này em dám tự tin với các chị luôn, chất vải của nhà em cực kỳ đẹp luôn. Cho nên giá thành của em rất là cao, mong là các chị hiểu nha. Em cũng rất là muốn bán cho các chị giá tốt đấy, nhưng mà không thể làm nổi các chị ơi. Thứ nhất là em làm bên thiết kế này, giá thành 1 mét vải em phải đầu tư cho các chị một cái áo là hơn 20.000. Các chị tưởng tượng đi, hơn 20.000 một áo, thì một lô hàng nó phải nhân lên con số thêm mấy chục triệu nữa chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà các chị ơi, gọi là tiền nào của nấy thôi nha các chị nhá. Chứ bây giờ là em hết cắt nổi luôn rồi, em không dám làm lại hàng kia cho các chị luôn ấy. Tại vì hiện bây giờ hàng này của em rất là hot, mà em không có vải để bán cho các chị luôn á. Các chị biết vải em mặc là vải gì không? Các chị biết vải Tú đang mặc là vải gì không? Nhìn là biết ngay rồi. Cái quần nhìn là biết đúng địa chỉ luôn rồi. Chứ đúng bộ này là mặc nguyên một bộ đen. Nhưng mà vì lý do kỹ thuật là không có, chưa có quần đen. Và bạn Phong không để ý, không may cho em cái quần đen. Thế là em phải lôi cái quần màu vàng mỡ khè này ra mặc cho các chị. Chứ đúng lịch một cái áo này em mặc cho các chị và đeo phụ kiện này thì em mặc đúng một bộ màu đen duy nhất, đen tuyền luôn đó các chị ơi. Các chị ơi, vải em mặc là lụa Hàn Châu, giá là 150.000 một áo. Quần em mặc cũng là lụa Hàn Châu luôn, giá là 150.000 một áo. Một áo các chị may được một quần nha. Chị nào lấy thì em nghĩ màu đen ai mua rồi. Là phải nói nhiều không các chị? Có cần gì phải nói nhiều nữa không? Đúng không các chị ơi? Rồi nhớ chia sẻ livestream cho em với nha. Còn đây là Vân Phép màu da, em về đợt cuối cùng cho các chị đấy. Màu da nhá, như hôm qua em có nói với các chị thấy đúng không? Hôm nay chỉ về đúng Vân Phép màu da hoặc Thái Tuấn thôi. Còn Vân Phép hồng là không còn các chị ơi, còn rất là ít luôn. Còn chỉ có là số lượng nhỏ giọt do là cái quá trình một ngày máy chỉ chạy được 1.000 mét cho các chị thôi chứ không có chạy được nhiều. Trời ơi, em không có bao giờ nói để cho các chị mua hàng ngay thời điểm đó xong ngày mai lại lôi ra một đống bán. Không có các chị ơi, không có đâu. Rồi các chị ơi, chia sẻ livestream cho em với nha. Tương tác cho em với nha. Chị ơi, chút cơ thì các chị ơi, không có nhiều đâu các chị. Không có nhiều đâu mấy chế thôi. Nhâm tay thì còn, mà chậm tay thì hết. 170.000 một áo nha các chị nhá. 170.000 một áo, chất vải là Vân Phát màu da đấy các chị ơi, đẹp lắm. Ủa? Giá cho em là 170.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 644. Ủa? Vậy thì chính xác bây giờ là cái nào? Vàng cô vừa lấy ra thôi. Vậy cái này là cái nào? Đây trẻ, đưa cái mẫu đây. Trời đất ơi,
cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 644 cho em. Các chị ơi, giá cho em là 170.000 một áo nha các chị nhá. Quần em mặc các chị lấy thì các chị đắm cho em là màu vàng mỡ gà. Áo em mặc các chị lấy thì các chị đắm cho em là set bộ tú mặc. Rồi các chị lấy hai áo đen thì các chị đắm cho em là áo tú mặc hai áo đen. Rồi các chị muốn lấy sao cũng được hết á. Chốt đơn nha các chị nhá. Lụa chị tú mặc là lụa Hàng Châu không phải lụa Văn Pháp nha chị Hương Võ. Chị ơi, Linh Linh 644. Bán hàng ở đây nhanh lên, đừng đứng đấy nhìn nhau chứ cười nữa. Quả thân ơi nào. Tóc Hàn nào. Loan Mai 644. Ân Phạm 644. Madalena Nguyễn 644. Phương Đông 644. Các chị không lấy là hết đấy, em nói trước nha. Linh Thuế Đạt 644. Không có nữa đâu các chị ơi. Mai Thu 644. Đào Anh Lan Nguyên 644. Còn Trần đâu? 644. Nhanh lên. Lily Nguyên 644. Thiền Nguyễn 644. Cấu Trúc 644. Nguyễn Mai Hương 644 một set. Hoàng Nguyễn 644. Nguyễn Mai Hương vải áo mẫu mặc. Là làm sao? Cấu Trúc một set mẫu mặc. Em nói vậy làm sao mà giống nhau được hả ha? Em bỏ xuống thử cho chị xem thử coi, em bảo làm sao giống nhau được. Cái kia bỏ dài cho cái áo đó coi nào. Em bảo giống nhau chỗ nào? Đếm coi tổng bao nhiêu áo rồi. Đếm view kìa. Đếm áo, không phải đếm view. Bảy, tám, chín. Còn một áo nữa. Cái này nó bị bể bế cây cuối cùng rồi. Còn không? Đếm phiếu coi, bao nhiêu phiếu rồi, bỏ đủ chưa? Nhanh lên, đây này đứng ngồi nhìn nữa. Chị ơi, 170.000 một áo nha các chị nhé. Áo tú mặc có độ co giãn không tú ơi? Trời ơi, quá co giãn luôn đấy chị. 735 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 735 cho em nhá. Giá cho em là 170.000 một áo, 270.000 một bộ các chị ơi. Đẹp lắm mấy chế ơi. Phải dùng từ gọi là siêu siêu xuất sắc luôn. Đẹp không có một tì vết luôn đấy, không có số 1 luôn đấy chị. Các chị chỉ có số 2 thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt 735 cho em nha các chị nhá. Giá cho em là 170.000 một áo, 270.000 một bộ các chị ơi. Các chị thấy mặc chủ đề nó rất là liên quan tới hàng em đang bán cho các chị không? Trinh Trinh 735, Nguyễn Sương 735. Sang lắm lắm luôn. Sương Phạm 735, áo dài Thanh Trúc 735. Quỳnh 735. Lan Thảo 735. Hướng Dương Hoa 735. Ly Đoàn 735. Mai Hương 735. Công Hoài 735. Hồ Hằng 735. Còn 3. Tú Đặng 735. Còn 2. Trân Trân 735. Còn 1. Hậu Tân Thị 735. Em hết rồi nha. 170.000 một áo, 270.000 một bộ các chị ơi. Nguyễn Hương 2 vải áo mẫu mặc. 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 714 cho em các chị ơi. Các chị thấy này, áo đen, quần da, đẹp chưa? Còn bây giờ em thiết kế cho các chị là nền màu da, hoa màu đen. Các chị mặc với quần đen cho em. Còn nếu chị nào không thích mặc quần đen, các chị nào đã từng nha,
đã từng mua lụa vân phép màu đen của em rồi. Các chị may cái áo thiết kế như thế này, màu da như hôm nãy á. Các chị may cái quần lụa vân phép màu đen, các chị mặc luôn cho em. Trời ơi, ta nói nhức nhối con tim, không có điểm trừ luôn. Quan Phạm 714, Đỗ Tuyền 714, Nguyễn Trinh 714 một set. Đầy trang 714. Đầy set vô, cho thêm, cứ cho lên cho chị đi. Chị bán cái nào chị sẽ lấy, chỉ cần để riêng nó ra để khỏi phải mất thời gian thôi là được rồi. Sa Sa 714, Trúc Trinh 714, Lê Sa 714 một set. Phương Nguyễn 714, Phương Bùi 714, Thủy Hằng 714, Trương Đồng Hoa 714, Thiện Tâm 714, Thúy Vũ 714, còn 2 Lê Hoàng 714, còn 1 Ngọc Dung 714. Em hết 714, em ướm cho các chị xem. Trời ơi, các chị mà không lấy là hết đúng một nốt nhạc. Em có nói với các chị mà, trời ơi, nó đẹp lắm mấy thế rồi. Huệ Châu 7 áo mẫu mặc, sẵn không có điểm trừ. Ngân Thu Thu 7 áo mẫu mặc, quá trời quá đắt chưa, quá trời quá đắt chưa. 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị nha. 458 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 458 cho em các chị ơi. Cái này là em, là em đặt là làm thủ công bằng tay đấy các chị, hoàn toàn luôn. Thì xương đồng hoa mẫu 735 em hết, chị chọn giùm em mẫu khác nha chị. Vậy còn dư một áo, em đọc sai rồi đó. Ngọc Linh 714. À cái gì nhỉ? Kim nhà em không có bán đâu các chị. Kim nhà em là hoàn toàn nhà em làm bán cho các chị là đa số là hàng làm sẵn bằng máy. Còn cái này của em là làm thủ công hoàn toàn bằng tay hết luôn. 10 cái nó ra là 10 cái nó khác nhau hoàn toàn luôn đó các chị. Cũng không giống nhau luôn. Ngọc Dung 7 áo mẫu mặc. 458 cho em nha. Đỗ Nhã Phương 458, Nhung Thái 458, Hoàn Huyền 458, Kim Độ 458, Đàm Thánh Linh 458, Lan Thảo 458, Ngọc Dung 458, Linh Thị Hà 458, Trân Trân 458, Nguyễn Phi 458, Hồng Trần 458, Cấu Trúc 458 một set, Phạm Hiền 458. Còn 2. Dạ không, chị Mai thua, em không có bán chị ơi. Linh Linh 458. Còn 1. Loan Mai 458. Còn đưa cái mẫu nãy đưa đây cho chị nè, cho các chị mua để mặc quần đen nè. 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị nha. 165 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 165 cho em nha các chị nha. Cứ từ từ mà đọc, bình tĩnh từ từ mà đọc. Trời ơi nó đẹp. Mấy chế ơi, thôi rồi, không lấy nó là hết đấy, em nói trước nha, không có hàng nào. Mẫu đó bên em hết cho chị Dương Đồng Hoa. Đẹp lắm. Các chị thấy không à, cho dù các chị có mặc kiểu gì thì mặc vẫn cứ là tông rất là tây luôn. 165 cho em, giá 170.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 165 cho em nha các chị nhé. Quan Phạm 165, Hằng Đỗ 165, Linh Linh 165, Ngọc Dung 165, Lê Hòa 165, Nguyễn Thị Thanh Tâm 165, Thùy Dung 165, Đỗ Nhã Phô 165, Hồng Trần 165, Mai Nguyên 165, Nguyễn Trang 165, Ngọc Liên 165 một set, Trung Loan 165, còn 2 Ái Loan Đỗ 165, còn 1 Văn Huyền Lê 165. Em hết cho các chị nhé. Nguyễn Thị Mơ 2 vải áo mẫu mặc. Cái chị ơi, em có một cái tím fan này, đúng một mẫu tím fan duy nhất trong một lô hàng này luôn. 834 cho em, giá 170.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 834 cho em. Dạ yeah, ok chế. Cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 834 cho em. Giá cho em là 170.000 một áo nha các chị nhé. 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 834 cho em. Linh Hiền vải quần mẫu mặc, Hương Võ 834,
Mai Thu 834, Nga Đỗ 834, Nguyễn Thị Kim Anh 834, Thân Phú Nguyên 834. Vừa thôi Uyên ơi, mày làm cái gì vậy? Sáng ra mày giận dỗi người yêu thì mày đừng có chút giận vào bà chứ. Hoàng Anh 834, nhẹ nhàng thôi chứ. Công Dung Ngôn Hạnh đâu mất tiêu rồi. Teresa Hào Nguyễn 834, Nguyễn Thị Lù 834, Tiên Thắng Áo Dài 834, Tiffany Nguyên 834, Cô Nguyễn 834. Còn 4. Trời ơi, cái màu tím than nó đẹp lắm luôn đấy các chị. Ở đâu ra mà có vậy các chị ơi? Ôi ôi. Trần Lục 834. Còn 3. Nhữ Thị Hoàng Nga 834. Còn 2. Oanh Phạm 834. Còn 1. Sang Nguyễn 834. Hết các chị ơi. 170 ngàn một áo, 270 ngàn một bộ, nhân cái tay lẻ cái chân. Còn cái mẫu nào mà nền đen à, nền da mà hoa màu đen thì vừa đưa lên đây cho chị nha. Ôi là trời ơi, cái áo này các chị ơi, thôi rồi. Dạ bà, chị Tú mặc là lụa Hàng Châu nha mấy chị, giá 150 ngàn một vài áo ạ. À. Thôi rồi. Các chị ơi, 445 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 445 cho em nha. Giá cho em là 170 ngàn một áo, 270 ngàn một bộ. Chất vải là lụa Vân Phát nha. Các chị có biết sao mà em mặc không? Tại vì đợt trước em có mặc các chị một lần rồi đấy, các chị nhớ không? Em có nói với các chị này, nếu như mà thật sự mà các chị muốn mặc một bộ áo dài đẹp thì các chị nên đầu tư thêm phụ kiện vào nữa. Không cần phải mua vải quá mắc tiền đâu. Nếu mà vải mắc tiền mà các chị may một bộ áo dài nó không vừa vặn, nó không đẹp thì nó thật sự nó cũng không hoàn hảo một bộ áo dài đâu. Chứ không phải là các chị cứ mua vải phải tiền triệu, tiền chục triệu hay là tiền vài triệu hay là tiền vài trăm, không có. Quan trọng là cái chất vải. Khi thợ may may lên nó đẹp hay không nữa. Ôi. Mai Hoa Maria 445, Nga Đỗ 445, Tiffany Nguyên 445, Thu Nguyễn 445, Thúy Phụ 445, Võ Quốc Khoa Thi 445, Võ Thị Nga 445, Betty Vũ 445, Thúy Nguyễn 445, Thu Văn 445. Còn 3. Liên Thắng Áo Dài 445. Còn 2. Dịnh Trần 445. Còn 1. Một áo 270 ngàn một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 068 cho em. Và áo em mặc là lụa Hàn Châu, giá là 150 ngàn một áo. Các chị ơi, cái này nè, các chị mà mặc mà các chị có ấn kim mà các chị mặc nữa thì em nói đúng là không có điểm trừ luôn á. Thật sự mà không có điểm trừ luôn. Tại vì em có một cái áo đen ấn kim nhưng mà em bán mất tiêu rồi. Con chị đấy chị nhăn nghỉ mãi, em bán luôn cái áo đen mất tiêu rồi. Chứ đúng ra là em mặc cái này là em mặc bộ ấn kim mà màu nho nữa là các chị, trời ơi, đơn của các chị là cháy hàng luôn á, phải không đâu. Dạ, chai đó là chai sữa tắm nha chị Dương Thị Loan. 068 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 068 cho em. Các chị ơi, giá cho em là 170 ngàn một áo, 270 ngàn một bộ, chất vải là lụa ấn kim, à xin lỗi, chất vải là lụa Vân Phát nha các chị nha, cứ nói ấn kim. Phương Giang Phạm 068. Nó đẹp luôn. Thùy Chính 068, Thi Nguyễn 068. Diệp Nguyễn 068, Thúy Vũ 068, cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 068 cho em. Các chị ơi, giá cho em là 170 ngàn một áo, 270 ngàn một bộ nhé. Võ Thị Nga 068, Vương Bùi 068, Vương Trương 068, Tuyền Phan 068 một set. Khánh Hồng 2 vải áo mẫu mặc. Sao thì chuẩn bị Hàng Châu màu lên cho chị nhé. Thái Hà Giò Chả 068. Còn 5. Nguyễn Kim Mai 068. Còn 4. Trần Thủy 068. Còn 3.
ơi, quá đẹp luôn. 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 545 cho em nha các chị nhé. Trần Minh 068. Còn 2. 545 cho em, giá 170, chất phải là lụa vụ lụa Vân Phép. Chị nào lấy thì các chị chốt 545 cho em các chị ơi. Các chị ơi, em bán hết cái xào ở đằng sau cho các chị. Xong rồi em sẽ lên Hàn Châu màu cho các chị. Hôm nay cũng về được nhiều màu mới đẹp lắm. Đợi giúp em một chút xíu nha. Thanh Phú Nguyên 545, Trong Nguyễn 545 một set. Đặng Hồng Nhung 545 một set. Giang Lê Hai Áo 545, Ngân Xuân Thu 545, Thu Nguyễn 545, Võ Thị Nga 545, Phạm Thị Ngọc Dung 545 một set. Tăng Linh Trần 545, Trung Hồ 545, Võ Hạnh 545 một set. Còn 2. Lan Trần 545. Còn 1. Ý Nguyên Võ 545 một set. Không sáu tám thì còn 2 đi. Tuyên Nguyễn 068 một set. Còn 1. Người Kỳ và áo mẫu mặc. Chị nào lấy thì các chị chốt 006 cho em. 170.000 một áo, 270.000 một bộ các chị ơi. 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 006 cho em nha các chị nha. Các chị ơi, đẹp lắm. Cái em có nói với các chị mà cái màu da này các chị phối quần đen này, các chị phối màu da này, cho nên khi mà em lựa thiết kế cho các chị, em cũng lựa theo đúng những cái tông mà em đã từng thử nghiệm luôn. Đây mà 006. Văn Phạm 006. Màu em mặc là màu đen đấy chị. Trung Hồ 006, Hương Nguyễn 006, Nguyễn Mai Hương 006 một set. Teresa Hảo Nguyên 006, Võ Thị Nga 006, Nguyễn Điều 006, Điều Trang 006 một set. Mai Hương 006, Hoàng Anh Nguyễn 006, Như Lê 006 một set. Nguyễn Thị Lan 006, Thu Hà 006, còn 1. Maria Nguyễn 006. Chị ơi, em mặc là màu đen đấy. Chị được chứ, trời ơi, lụa Hàn Châu quay nguyên một bộ. Đúng lực của em là cái áo này của em là em mặc nguyên một bộ màu đen luôn đấy. Chứ không có mặc cái quần này đâu, vì sự cố nên em mới mặc cái quần màu này đấy các chị. 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị nhé. 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Màu này các chị lấy thì chốt 447 cho em này các chị ơi. Trời ơi, sang lắm mấy chị ơi. 447 cho em, giá 170.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 447 cho em nha các chị nhé. Dạ có nha Đỗ Thị Hương nha, có nha chị Đỗ Thị Hương. Bốn bốn bảy cho em, giá 170.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 447 cho em. Nguyễn Phương bảy áo mẫu mặc. Văn Phạm 447. Yến Độ 447. Mai là đi lễ các linh hồn. Diễn Trần 447. Lễ các thắng chứ, xin lỗi. Vũ Hồng 447. Ngày mai là lễ các thắng. Phạm Lam 447. Hoàn Thị 447. Nguyễn Sáng 447. Nguyễn Găng 447. Cổ Thị Hương phải quần mẫu mà. Bốn bốn bảy cho em, giá 170.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 447 cho em các chị ơi. Hoa này là hoa quần này các chị, giống như hoa em đang đeo ở trên cổ. Dễ thương lắm. Hoa quần. Hoa quần là thường là tỏa sắc trong đêm mà không có bao giờ mà nở ban ngày hết đấy các chị. Hà Tốt hai vẻ áo mẫu mặc. Thu Nga Trần 447, Đinh Thúy Đạt 447, Ánh Thu 447. Yến Hoàng 447. Teresa Hào Nguyên 447. Còn 2. Đây là hoa sen. Nhiều hình
tưởng là hoa quần nó cũng là vừa là hoa sen vừa là hoa quần, khi đổ nó muốn là hoa gì thì là hoa cũng đều là quốc hoa của Việt Nam. 753 cho em các chị ơi. Lê Nguyễn 447. Còn ha, còn 1. Đúng không? 753 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 753 cho em các chị ơi. Giá cho em là 170.000 một áo, 270.000 một bộ, chắc phải là lụa Vân Phát nha các chị. Trời ơi. Siêu dễ thương luôn. 753 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 753 cho em các chị ơi. Giá cho em là 170.000 một áo, 270.000 một bộ, chắc phải là lụa Vân Phát cực kỳ xịn sò của nhà Tú luôn các chị. Rồi đẩy nó qua đi Thanh ơi, đẩy nó qua đi rồi bắt đầu cho Hàn Châu lên cho chị nè. Trang Lê 2 áo 753, Đào Anh Na Nguyên 753, Lê Nguyễn 753, Trang Nguyễn 753, Kim Mỹ Phạm Thị 753. Hồng Trần 753, Kim Ngọc 753, Chiếu Trần 753, Ngọc Liên Bảo Quần Mẫu Mặt, Võ Thị Nga 753. Thùy Nguyễn 753. Còn 4. Hoàng Dung 753 một set. Các chị ơi chốt đơn đi, không còn hàng đâu các chị ơi. Hoa Thúy Trinh 753. Chốt đơn đi các chị ơi, không có còn hàng đâu. Đào Nguyên 753. 442 thế chị ơi. Văn Phạm 753. 442 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 442 cho em. Giá cho em là 170.000 một áo, 270.000 một bộ, bảo đảm luôn chất vải của nhà Tú là chỉ có đỉnh của đỉnh thôi. Trời ơi, cái mẫu này mà may một nửa cái hoa như vậy ta nói. 442 cho em nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt 442 cho em. 170.000 một áo, 270.000 một bộ các chị ơi. Nam Thu Thu 442, Nguyễn Nguyên 442, Hương Võ 442, Mai Thu 442, Tuyết Nguyễn 442, Yến Độ 442, Lê Nguyễn 442, Phương Tạ 442, Đặng Liên 442, Nguyễn Phương 442, Hằng Nguyên 442, Minh Nguyệt 442, Thú Chương Hoa 442, còn 2, Chiến Hiệt 442, còn 1, Nguyễn Bích Ngọc 442. Vải quần Tú mặc là giá 150 đấy tình yêu ơi. Hôm nay này chị. Một áo, 270.000 một bộ nha các chị nha. 762 cho em. Chị báo trước cho tụi em lần là thứ 6 với thứ 7 ấy, là chị Kim Lai ấy, thì tụi em sắp xếp, chị báo trước để tụi em sắp xếp, tụi em ở lại, tụi em phụ chị Kim Lai nhé. Vì thứ 6, thứ 7 chị có việc ấy, cho nên là chị không có like được. Mà chị Kim thì không có rảnh lắm á, cho nên là tụi em sắp xếp người quen, người phụ chị Kim Lai thứ 6, thứ 7 luôn nha. Tối thứ 7 luôn nha. 764 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 764 cho em. Giá cho em là 170.000 một áo các chị ơi. Tăng cường cho các chị mua hàng. 764 cho em, giá 170, chị nào lấy thì các chị chốt 764 cho em. Và áo em mặc là lụa Hàn Châu tình yêu ơi. Mấy chị comment lại giùm em là 764 cho mấy chị. 42 hả? Mấy chị comment là 762. Thầm em giùm em 764 nha chị. Nguyễn Nguyên 764, Quán Phạm 764, Nguyễn Thu 764, Thu Ba 764, Thu Nguyễn 764, Maria Nguyễn 764, Nguyễn Dung 764, Thúy Nga 764, Anh Trần 764. Võ Hành 764 một set, Mai Thu 764,
Hiền Nguyên 764. Còn 2. Quá đẹp luôn các chị ơi. Thúy Nga 764. Còn 1. Lan Hoàng 764. Trời ơi nó xinh. Tơ tầm này là tơ tầm của Thái Tuấn mới ra đấy các chị. Cái mẫu hoa, cái vân ấy, em tính các chị hàng này giá 150.000 một áo thôi nha các chị nha. Cho em 432, chị nào lấy thì các chị chốt 432 cho em. 150 một áo, 250 một bộ các chị ơi. Các bạn treo thì em bán chứ không là bán theo một lô luôn ấy. Một lô của nó em còn qua cho các chị có khoảng từ 10 mẫu hết hàng. Các chị nhận hàng này ở ngoài đẹp không các chị? Các chị cho em hỏi là những chị đã từng nhận vải này rồi, các chị nói cho em biết coi là đẹp không? Xuất sắc luôn ấy. Ôi xinh lắm luôn mấy chế ơi. 432 cho em giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 432 cho em các chị ơi. Hải Văn 432, Oanh Phạm 432, Đào Anh Nam Nguyên 432, Teresa Nguyên 432, Anna Cao 432 một set. Còn 4. Mai Thu 432. Còn 3. Nhà Mây Liên Hoa 432. Còn 2. Nguyễn Trang 432. Còn 1. Maria Nguyễn 432. Em hết nha. Các chị ơi chia sẻ livestream cho em nào. Xuất sắc đẹp hơn trên live luôn hả chị? Yeah em cảm ơn chị rất là nhiều. 827 giá 170 nhỏ ơi. Đúng rồi em có nói các chị mà thật sự luôn. Lô này á, em làm cho các chị xong mà em nghĩ em vẫn còn tiếc luôn á. Cho nên là đợt này á, hàng tới đâu là thật sự các chị luôn trộm vía với các chị luôn. Em tự tin luôn á, em làm tới đâu là hết sạch sẽ hàng tới đấy. Không có còn một mét nào dư cho các chị luôn á. 432 em hết à? Ơ cái này là 150 nhỏ ơi. Cái này là 150.000 một áo. 827 cho em giá 150 thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 827 cho em luôn. Nhận ở ngoài đẹp lắm luôn á. Cái chất này này, trời ơi ở ngoài đẹp hơn trên live nhiều. Sao vậy? Sao mà cứ in ra là bị thiếu mà trong khi đấy chị đọc chính xác 100% luôn. Sao vậy? Em đọc lại thử coi nào. Tổng là trong đó là bao nhiêu người? 9 người, cũng là 8 áo. Không, cũng không có tính 8 áo, 7 áo gì hết á. Tới đâu là có thẻ xuống tới đấy chứ không có liên quan gì hết á. Là 43. Là có chị Hải Văn, chị Anh Phạm, chị Đào Anh Nam Nguyên, chị Thê Lê Sao Nguyên. Khoan khoan từ từ. Chị Anna Ca. Rồi. Chị Mai Thu. Chị Nhà Mai Liên Hoa. Rồi. Chị Nguyễn Trang. Rồi. Chị Maria Nguyễn. Em chỉ có Maria Nguyễn. Có bằng này éo chứ làm chỉ có Maria Nguyễn nè. Tổng là còn 2 áo ở trên này, chị đọc là 2 áo, chị để trên này là 2 áo. Cái này lúc này chị Nguyễn Trang không, chị Nguyễn Trang không, chị Nguyễn Trang không, chị bỏ xanh đen lên đây cho chị đi Phan ơi. Xanh đen với tím đến hôm kìa. Maria Phạm 827, Võ Thị Nga 827, Nguyễn Ngọc Diễm Sương 827, Nguyễn Thành 827, Nguyễn Thị Kim Anh 827, Trần Thụy 827. Còn 2. Lan Trầm 827. Còn 1. Hạnh Vô 827. Cô Phạm giải áo khẩu mặt 170.000 một áo, 270.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 215 cho em các chị ơi. Chị Maria Nguyên mã 432 em hết, chị chọn cho em một khác nha chị. 215 cho em giá 170.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 215 cho em nha các chị nhé. Trời ơi. Tao nói đẹp xuất thần luôn mà. 215 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 215 cho em nha các chị nhé. Chúc Trinh 215, Linh 215 một set, Đào Anh Đa Nguyên 215, Thằng Nguyên 215, Thu Nguyễn 215 một set,
Linh Thúy Đạt 215, Hoàng Thị 215. Dạ có chị. Võ Thị Nga 215. Dán dọc dán ngang luôn, chị muốn may dán nào thì chị may, nhưng mà theo em khuyên thì các chị nên may ngang sơ phải ra thì sẽ đẹp hơn. Phương Trương 215, Mai Thu 215, An Thái 215. Còn 3. Yến Nguyễn 215 một set. Còn 2. Teresa Hào Nguyên 215. Còn 1. Bích Ngọc 215. Theo em thì các chị nên may ngang sớ phải ra sẽ đẹp hơn. Mặc cái tà nó sẽ đứng hơn, cái form nó sẽ đứng hơn và nó không hề bị ngấn một tẹo nào luôn. Rồi, mã cuối cùng cho các chị 101, giá 170.000 một áo. Em may là không bao giờ em may đúng sớ phải đâu. Đúng sớ phải của nó mặc cái bên nó sẽ bị nhăn đấy các chị. Tà noi nó đẹp, mà nó còn tinh, mà nó còn sang nữa. U là chèn 101 cho em, giá 170.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 101 cho em nha các chị. Trang Lê 2 áo 101. Thanh Trịnh 101. Phạm Thị Ngọc Dung 101. Cẳng Hiền 101. Nguyễn Thanh Thúy 101 một set. Hải Văn 101. Nhung Khoa 101, An Thái 101, Hương Linh 101, Nguyễn Dầu 101, còn 3. Nguyễn Thị Kim Anh 101, còn 2. Diệp Anh Nguyễn 101, còn 1. Thúy Mùi 101. 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị nhé. Cho em 558 rồi các chị. 558 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 558 cho em. Giá cho em là 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị nhá. Chắc phải là lụa Vân Phát đó các chị ơi. Xinh quá cái màu cà rốt. Chính đang 558. Xinh quá cái màu cà rốt các chị ơi. Đẹp lắm luôn á. Hương Võ 558. Gia Nguyễn 558, Hiếu Trần 558, Quan Phạm 558, Nguyễn Thị Mỹ Lệ 558, Hoàng Lý 558, Đặng Mimi 558, Thảo Bảy 558, Phạm Nhật 558, Võ Thị Nga 2 áo 558. Còn 2. Trung Hồ 558. Còn 1. Phan Thị Vân 558. Cho chị một cái màu cố mất đằng sau đi Phan ơi. Đây 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 đây. Một trăm bảy mươi ngàn một áo, 270.000 một bộ các chị ơi. 170.000 một áo, 270.000 một bộ, chắc phải là lụa Vân Phát nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 040 cho em. Chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 040 cho em. Kỹ lại thêm cho chị một chút xíu nữa nha. 040 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 040 cho em nha các chị nhé. Nhung Phan 040. Hương Nga Trần 040, Nguyễn Nguyên 040, Võ Thị Nga 040, Ngọc Liên 040, Đào Anh Đăng Nguyên 040, Thi Nguyên 040, Lily 040. Thơ Bạch 040, Lilu 040. Thúy Nga 7 áo mẫu mặt. Trang Lê 2 áo 040. Còn 2. Còn 3. Du Lê 040 một set. Còn 2. Linh Thúy Đạt 040. Còn 1. Bèo La 040. Đây các chị. Đây là. Em nói cái màu này. Các
chị lấy đi. May như một bộ. Đẹp lắm. 150.000 một áo, 250.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị đánh cho em là Hàn Châu xăm vỏ đậu các chị ơi. Hàn Châu xăm vỏ đậu cho em giá là 150.000 một áo. Nếu chị nào may nguyên một bộ thì lấy cho em là hai áo, giá chỉ có 300.000 thôi. Dày nặng bình đẹp vô cùng luôn. Đẹp vô cùng luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Vân Phép có hoa sen không Tú ơi? Hình như không có cái nào hoa sen luôn đấy chị. Không có cái nào hoa sen luôn đấy chị ơi. Các chị ơi cho em là Vân Pháp à, cho em là Hàn Châu xăm vỏ đậu nha, 150.000 một áo. Chị nào may nguyên bộ thì lấy giúp em là hai áo, giá là 300.000, giống vải thú đang mặc trên người á các chị. Cực kỳ sang vô cùng xuất sắc. May nguyên bộ thì mặc, cho lúc nào không thích thì lấy cái áo ra mặc với quần đen, quần trắng, quần da. Còn lúc nào không, cái áo nào mà thiết kế của các chị mà khó kiếm quần thì cái màu này là một trong những màu rất là khó kiếm luôn. Mặc vào nữa là rồi, khỏi cần phải mua cái gì nữa luôn. Trên chọn hai áo Hàn Châu xanh vỏ đậu, Nguyễn Mà xanh vỏ đậu hai áo. Nặng, đẹp lắm. Không có bóng quá nhiều đâu, các chị vừa phải. Chốt đơn. Hàn Châu săn vỏ đậu cho em, chị nào lấy thì các chị chốt Hàn Châu săn vỏ đậu cho em nha. 150.000 một áo các chị ơi. Trung Hòa hai áo săn vỏ đậu, Trần Lan hai áo săn vỏ đậu, Mỹ Linh Phật hai áo Hàn Châu săn vỏ đậu, Trang Lê bốn áo săn vỏ đậu, Liên Linh săn vỏ đậu. Còn hai áo săn. Mỹ Mỹ Lệ một bộ xanh vỏ đậu, lên chốt hai áo nha chị. Vân Phép may quần ngang có đẹp không em ơi? Chị ơi may quần ngang là do là cái tớ vải của nó đi ngang thì nó là những cái vân vải trên vải áo của mình nó mới đẹp chứ chị. Còn nếu mà nó dọc xuống thì nó đâu có đẹp đâu. Đã là vân thì phải làm ngang chứ các chị ơi. Đây, chốt đơn cho em nè. Màu hồng son, trời ơi đẹp lắm mấy chế ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Hồng son cho em giá là 150.000 một áo, 300.000 một bộ. Cái màu này này các chị mặc tất cả các quần thôi. Đây. Nè. 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 Trời ơi, cà phê nó nè, nói chung là dễ mặc lắm luôn đấy. Màu trơn mà các chị. Các chị cứ mặc đi, cái mà chị mặc chán đi xong rồi các chị đưa cho thợ đi đính cho các chị nữa là ra cái áo mới thôi chứ có gì khác đâu. Trang Lê bốn áo hồng son. Yuri hồng son. Thanh vỏ đậu em hết nha mấy chị. Trang Trâm hai áo hồng son, Dung Nguyễn hồng son, quần của cô mặc từ nãy giờ lấy chưa? Trời ơi, chị đi theo lên đây làm gì trời? Những cái này chưa, cho có tốn tốn nãy vậy. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng son cho em nha. Còn màu quần em mặc là màu vàng mỡ vàng. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng mỡ vàng cho em. Thanh Phú Nguyên hồng son, Tú Trương hồng son, Phương Võ hồng son, Minh Lê hồng son một bộ lên chốt hai áo nha chị. Thảo Ngô hai áo hồng quần son. Quần em mặc là màu này này các chị nè. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng mỡ vàng cho em. 150.000 một áo các chị ơi. 150.000 một áo, 300.000 một bộ cho các chị nha. Hạnh Trần hồng son, Rosa Yến hai áo vàng mỡ vàng. Quá đẹp luôn các chị ơi, quá luôn. Màu này các chị đắm cho em là màu kem sữa, còn đúng 8 áo thôi. Chốt đơn này các chế ơi. Sa sa vàng mỡ gà, Vương Võ hai áo vàng mỡ gà, Thanh Bình hai áo hồng son, Linh Nguyễn vàng mỡ gà, Đào Anh Nam Nguyên hai áo vàng mỡ gà. Chị Hành Trần chị lấy màu nào vậy chị? Phương Phan hồng son, Trang Lê vàng mỡ gà,
Màu này các chị lấy thì đánh cho em là màu kem sữa nha. Còn có 8 méo à các chị ơi. Quá trời. Giá thân bỏ vàng bộ và mỡ gà một bộ làm chốt 2 áo nha chị. Nguyễn Dương 2 áo vàng mỡ gà. Xin bắt 2 áo cam sữa. Linh Linh vàng mỡ gà. Nguyễn Ngọc Thu vàng mỡ gà. Xuân Phạm vàng mỡ gà. Nguyễn Thị Thùy Dương 4 áo cam sữa. Còn 2. Màu này các chị cho em là màu tím trà. Trang đi chàng 2 áo cam sữa. Hết kem sữa. Anh Phạm 2 áo vàng mỡ gà. Diệp Anh Nguyên vàng mỡ gà. Màu này các chị cho em là tím trà. 150.000 một áo các chị ơi, may nguyên bộ thì lấy giúp em 2 áo. Hoàng Thị Mai tím cà. Thanh Phú Nguyên tím cà. Tú Trương tím cà. Còn 5 tím cà. Màu này này, em tặng lại cái gì là đẹp nhất. Cái chị biết còn là màu gì không? Tím Linh Hương đấy. Thằng Nguyễn tím cà. Linh Linh thêm một vàng mỡ gà. Màu này các chị cho em là màu tím Đinh Hương nha các chị ơi, chứ phải là lụa Hàn Châu nha các chị nhé. Nguyễn Thị Diễm Phúc tím cà. Màu này mỗi một lần em mặc là một lần em bán mấy trăm áo. Cứ một lần mặc là bán mấy trăm áo. Cứ một lần mặc là bán mấy trăm áo. Chốt đơn. Á Thử đi 2 áo tím cà. Diệp Nguyễn tím Đinh Hương. Năm Thu Thu tím Đinh Hương. Lan Thảo 2 áo tím Đinh Hương. Ủy Viên Võ tím Đinh Hương. Thu Bích Cũ 2 tím Đinh Hương. Thanh Tiên Trần 2 tím Đinh Hương. Nguyễn Thị Diễm Phúc tím Đinh Hương. Phương Trang Lê tím Đinh Hương. Bạn Lâm tím Đinh Hương. Kim Phục tím Đinh Hương. Thú Thu Hường 2 áo tím Đinh Hương. Lily Nguyễn 2 áo tím Đinh Hương. Văn Vi Thanh tím Đinh Hương. Đây, một trong những màu mà các chị hỏi nhiều nhất luôn. Sun Navy là Sun Coban hả? Có chị Ngọc Nguyễn ơi. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là màu tím than nha các chị nha. Giá cho em là 150.000 một áo các chị ơi, chắc phải là lụa Hàn Châu nha các chị nhé. Chỉ có nhà này nó mới làm được tím than thôi các chị, còn toàn bộ những nhà khác không bao giờ có làm được tím than. Toàn là chỉ có là tím Huế hoặc là tím mực hoặc là xanh mực. Học tầm luôn tùm la cho các chị, xong một hồi các chị nhận về các chị bảo ủa cái này đâu phải tím. Tím than cho em các chị ơi. Trang Lê một vải áo. Trang Lê vàng mỡ gà. Trang Lê vải áo mẫu mặc. Bồng Nguyễn tím Đinh Hương. Trời tím than này mà mặc cái quần này thì đẹp lắm luôn đấy các chị. Phải nói là đẹp lắm tím than. Đẹp không có lối thoát luôn. Lan Nguyễn Thị tím than. Yến Toa tím Đinh Hương. Linh Vi Ngô tím Đinh Hương. Đỗ Nhã Phương 2 áo tím than. Kim Liên 2 áo tím than. Ngọc Dung tím than. Nhà may Liên Hoa tím than. Đồng phục cũng mèo nhà em cũng có sẵn. Các chị muốn mua đồng phục thì các chị cứ comment lên, bạn nhân viên chị em sẽ liên hệ chốt đơn riêng cho các chị khi các chị muốn mua đồng phục nha các chị. Hà Phương bài áo hồng son. Trần Thanh Xuân 2 áo tím than. Lê Nguyễn Thị tím than. Minh Lê tím than. 150.000 một nhà may Liên Hoa 2 áo tím than. Diệp Nguyễn tím than. Nguyễn Thị Diễm Phúc và Yên quần mẫu mặc là vàng mỡ gà. Nguyễn Thị Lệ Nương 2 áo tím than. Hoàng Nga tím than. Màu này các chị cho em là màu gạch nha các chị ơi. Trang Lê 4 áo tím than. Áo đen có rồi, đây 4 áo tím than.
Anh Lê Lê vàng mỡ gà. Gặp em có may mổ kìa các chị. Nguyễn Thị Tuyết tím than, Nguyễn Ngọc Thu tím than. Màu tím cà em hết rồi nha mấy chị. Ôi ôi nó đẹp nè. Lan hoàng tím đinh hương. Các chị ơi cho em là gặp, chị nào lấy thì các chị chốt gặp cho em. Riêng đang gặp em treo đây này. Chưa mặc tới luôn á. Hà Mai hai áo tím than, Cẩm Lan vàng mỡ gà, Vũ Mến vàng mỡ gà, Mộc Lan tím đinh hương, Lê Quyên Trần vàng mỡ gà, Trang Trang hai áo tím than, Lê Thanh tím tinh hương, Phạm Bích Liên tím than, Kim Phụng gạch, Thảo Lê gạch, Nguyễn Thúy gạch, Lê Bạch hai áo tím than, Rang Bo Xương vàng mỡ gà và tím than, Roma gạch, Nhà Mai Liên Hoa gạch, Ngọc Ánh hai áo hồng son, Nga Nguyệt tím than, Minh Lê thêm một áo tím than, Hồng Hạnh Nguyễn hai áo tím đinh hương, Trâm Võ gạch. Màu này các chị cho em là một xanh Đức Mẹ. Thu Hoàng vàng mỡ gà, Nguyễn Thị Lan hai áo gạch, màu này các chị cho em là màu xanh Đức Mẹ nhé. 150.000 một áo các chị ơi, chắc phải là lụa Hàng Châu nhé. Trời ơi nó đẹp. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là màu cacao nhạt đấy. Sàng lắm mấy chế ơi. Sàn thanh xuân vải áo mẫu mặc. Bán hàng này cho các chị mà bán cầu bán hết một cái like chưa hết một bạn nào. Bảng màu của nó thường cả trăm màu nhưng cái này nó chỉ có khoảng chừng là 42 màu thôi. Lily Nguyên hai áo cao cao. Thu Nguyễn cao cao, Quỳnh Mai hai áo cao cao, Mai Hoa cao cao. Cao cho em, chị nào lấy thì các chị chốt cao cho em các chị ơi. Mày em nữa, sao thêm một em. Phạm Nhàn cao. Quang Phạm Thị hai áo cao. Nhà Mai Liên Hoa cao. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh lý. Xanh lý đậm nha các chị nhé. Nguyễn Ngọc Khánh Thi xanh Đức Mẹ, Nguyễn Ngọc Diễm Thương xanh Đức Mẹ, Nguyễn Chiến cao. Cô Nguyễn một xét ca cao lẽ chốt hai áo các chị. Trên thanh vải áo mẫu mặc. Màu này các chị cho em là màu xanh lý đậm nha các chị nhá. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh lý đậm cho em. 150.000 một áo các chị ơi, 300.000 một bộ nhá. Chất phải là lụa Lụa Hàng Châu các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh lý đậm cho em. Tiếp tại em hết, em không có 5 áo cho chị Thảo Hương. Nguyễn Trung hai áo cao. Bán màu cho các chị riết mà bị loạn màu luôn đấy các chị ơi. Hàng lắm. Mặc phải nói là gọi là không có điểm trừ mà. Vải này nó không quá bóng đâu các chị. Nó rất là mờ vừa phải thôi. Đặc biệt chị nào mà có dáng người không được chuẩn lắm thì là các chị mặc vải này là một trong những mẫu mà những mẫu vải mà các chị mặc sẽ cực kỳ đẹp luôn. Đào Nguyên xanh lý cả. Đào Nguyên xanh lý cả. Lily Nguyễn hai áo xanh lý đậm, Thúy Trần xanh Đức Mẹ, lý còn năm,
Màu này các chị chốt cho em là màu vàng cúc. Rồi bắt đầu treo thêm vân phép lên đi Thanh ơi. Tiffany Nguyễn hai áo xanh lý đậm. Nguyễn Thị Lệ Nương hai áo xanh lý đậm. Cho em là màu mọi người hay gọi màu này là màu sau khô ấy các chị. Nhà em thì gọi là màu đỏ đô đậm. 150.000 một áo các chị ơi, 300.000 một bộ nha các chị. Các chị thích thì phối như vậy này. Không thì đây này các chị. Trời ơi, phối vô dễ thương lắm ấy chị ơi. Lê Bạch hai áo vàng cúc, Dung Nguyễn vàng cúc. Sau khô cũng được mà đỏ đô đậm cũng được, 150.000 một áo. Nguyễn hai áo đỏ đô đậm. Cho chị một hai mẫu sơ tầm nữa nha. Chưa. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô đậm cho em, hoặc là các chị đánh cho em là màu cao khô cũng được. Em thấy mọi người hay gọi vậy nên em không biết đâu, nhưng mà nhà em chính xác gọi là đỏ đô đậm. Đây, chị nào đang kiếm màu đỏ để mặc nó em này. Nhà Mai Liên hoa cao khô. Trời đất ơi, chị gái của em ơi. Nguyễn Thị Lệ Nương đỏ đô đậm. Màu này các chị chốt cho em là màu đỏ nha. Dương Nguyễn vải áo mẫu mặc. Bạn Nhàn đỏ đô đậm. Lê Bạch hai áo đỏ đô đậm. Đỏ cho em, đỏ một chữ đỏ duy nhất thôi. Xanh lá già.
không có điểm trừ. Và màu xanh đen nha các chị nhé. Nguyễn Thị Lệ Nương hai áo xanh lá già, Hương Võ hai áo tím bằng lăng, Hương Nguyễn tím bằng lăng. Dạ và áo chị Tú Mật là lụa Hàng Châu giá 150.000 một vài áo cho chị Thiên Thanh. Lê Bạch tím bằng lăng. Màu này các chị cho em là màu xanh đen. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh đen cho em. Mai Thu hai áo xanh lá già, Lily Nguyễn hai áo xanh lá già, Nhà Mai Liên Hoa xếp bằng tím bằng lông một xếp là em chốt hai áo nha chị. Sơn Trịnh hai áo xanh lá già, Nga Trương xanh lá còn một à, xanh lá còn xin lỗi. Lily Nguyễn hai áo xanh đen, Tường Linh Nguyễn hai áo xanh đen, Vũ Nga xanh đen. Linh Vũ hai áo xanh đen. Trang Nguyễn xanh lá già. Quá trời quá đất nó đẹp rồi các chị. Ở dưới mấy cái màu kia là lẻ một màu không sao hay còn than ơi. Nếu mà lẻ hết một màu thì ra đây cho chị luôn đi cho nhanh nào. Nguyễn Thị Lan xanh đen, Nguyễn Toan xanh đen, An Nhiên xanh đen. Hết đúng không? Lê Bạch hai áo xanh đen. Màu này là màu kem em mặc này các chị. Tú Trương tím bằng lăng. Màu này là màu đỏ đô này. Màu này là vàng đồng. Và màu này là màu vàng rêu. 150.000 một áo nha các chị ơi, chất vải là lụa Hàn Châu nha các chị nhá. Xanh đen này. Tím bằng lăng máy. Màu lá mẹ nhé. Các chị ơi lên mã số giúp em đi, đừng có lên màu. Màu là em đọc cho các chị cho chính xác để các chị mua thôi nhá. Màu là em đọc cho các chị chính xác để các chị mua thôi, chứ còn lên mã số giúp em đi các chị. Cho tơ tằm này quen luôn này thôi. Một cốm với màu xanh phổ biến đấy. Kem là 170, vàng đồng là 225, vàng rêu là 668. Còn tay em đang cầm là màu xanh lá mạng. 150.000 một áo nha các chị nha. 300.000 một bộ các chị ơi. Lily 6 áo tím bằng lăng. Chị, tím bằng lăng không đủ 6 áo đâu. Vừa đủ luôn là hết tím bằng lăng nhé. Lý Dung xanh lá mạ, vậy là còn một tím bằng lăng. Nè bỏ mấy cái này qua cho chị này. Xong rồi đấy. Bỏ hết vô trong bịch luôn đi Thanh ơi, khi nào bán quay lại thì châm màu thêm thôi, đừng treo lủng lẳng nữa. Tím bằng lăng em còn một nhé. Rồi mấy màu này các chị không lấy đúng không? Các chị không lên mã số là không có chốt cho các chị được đâu. Em quen nhá. Còn không? Lý
hôm lấy đi ngày mai cũng mặc là hỏi cho mà biết luôn đấy. Tô tằm đẹp và nó là đẹp mỹ mãn luôn. Màu xanh cổ vịt ở ngoài nền của nó, màu xanh cổ vịt không phải màu xanh lo xanh 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 cô bâm xanh nền của nó ở ngoài là màu xanh lông công, không phải màu xanh cổ vịt. Trời ơi, hai cái màu đấy lộn hoài luôn ý. 874 cho em, giá 180.000 một áo các chị ơi. Chất vải là tơ tằm nhá các chị nha, được tơ tằm mới đẹp lắm. Đẹp lắm luôn đấy các chị. 874 cho em, giá 180.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 874 cho em các chị ơi. Cái này mỗi lần mời các chị khó lắm, cái bạn phải may lên cho các chị nhìn thấy không mình. Còn ít lắm. Nói chung là còn khoảng chừng mấy chục áo là hết rồi các chị. Từ từ may. Chào Anna Nguyên 874. Nhiều quá nó may không hết nổi. Mai Hoa 874. Linh Hà Ngọc 874. Nguyên Thi Nguyên 874. Maria An Bình 874. Đỗ Nhã Phương 874 một set. Thị Nguyên Nguyên 874. Chị Năm 874. Lam Vy 3 set 874. Lam Du 874 một set. Tuyết Trần 874. Nam Thu Thu 874. Cho chị cái màu hồng của Hà Vi đi San ơi. Nhớ chưa? Cái kia bỏ ra đây đi. Trời ơi, cái gì tôi cần bán thì các bạn cũng có gì theo lên lại bạn. Cô thì đón 874. Thi Ngọc Châu 874. Trên Trần 874 một set. Biết Trần thêm một áo 874. Hà Nguyễn Thanh 874. Hiền Diệu Hiền 874. Đây, trời ơi cái màu. Các chị thấy cái màu cưng xỉn chưa? Hà Thị Kiết 874. Cưng phải nói là cưng xỉn 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 luôn. 150.000 một áo, chất vải là tơ tằm Hà Vi nha các chị nha. Nè, cái màu phải nói là cưng xỉu nghe xỉu dọc luôn. 674 cho em các chị ơi. Giá 150.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 674 cho em. Xinh quá trời. Thiên Ngọc Châu 874. Cái này có treo tặng cái màu xanh lá, đưa ra đây cho cô luôn đi mấy đứa ơi. Các chị cứ không chịu cái em đi. Em mà lôi áo xuống em mặc một cái là không chịu chốt đâu. 674 cho em, giá 150. Chất vải là tơ tằm Hạ Vi nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 674 cho em. Cái màu quá trời quá đó. Hà Thị Lê 2 áo 674. Ba Đô Phượng 2 áo 674. Thêm Hoàng 674. Linh Hà Ngọc 674. Phương Trâm Kỳ 674. Thúy Thuy Nguyễn 674. Sa Ti Trần 674. Jenny Huỳnh 674. Vải áo Tú đang mặc là nhung hả Tú ơi? Dạ không? Vải áo Tú mặc là lụa Hàng Châu. Phải nhung chế ơi. Hình Diêu Hiền hồi nãy có 874 rồi nha chị. Em không mặc nhung đâu các chị. Em mà mặc nhung là em ra bằng má em luôn đó các chị ơi. Nhung là các chị mặc là chỉ có mặc nhung tuyết thôi. Chứ các chị mặc bất kể các loại nhung gì em nói thật xin lỗi với các chị chứ. Mặc thứ nhất là nó vẫn già. Thứ hai nữa là nhung nó không có phù hợp với cái khí hậu ở nơi em ở. Nó nóng chảy mỡ lên đấy các chị ơi. Mặc nhung thì có mà chết nực. Trần Bích 674. Lê Thị Kim Anh 2 áo 674. Thu Hành Trần 674. Sa Ti Trần thêm 1 áo 674. Nhìn Trần 674. Ai mê cái nhung thun chứ thật sự các chị ơi. Không bao giờ mặc đẹp. Nồi ôi nó ngấn ghê lắm các chị. Tại vì nhung thun nó là co giãn rất là nhiều. Thứ hai nữa là cái độ nhung của nó rất là dày. Khi các chị mặc cái tà áo dài nó dài ấy, nó nặng ấy. Thường là nó cứ trũng xuống như vậy này. Và chị nào mà có khuyết điểm là lưng với lại bụng mà to nữa thì ôi giời ơi, bao nhiêu cái em mỡ là nó phô trương hết luôn.
các chị mặc màu đen thì em còn thấy đỡ đỡ, nhiều chị mà mặc màu sáng sáng là trời đất thánh thần luôn chị ơi. Ai đâu đâu, ủa ủa vẫn không bán, tăng nặng còn hồng cánh sen đâu, từng quen chưa, mọi người cứ hỏi hồng cánh sen của chị mặc hoài luôn, chị tụi mình chị bỏ hồng cánh sen ra bán đúng không các chị? Chị nào đã từng mặc nhung thung nhung rồi các chị nói cho em biết coi. Cái chị có mặc kiểu gì cũng không bao giờ xét được cái ngắn hết. Em cho chị gầy đến 40kg chị vẫn thấy ngắn, nhung thung á. Còn nếu thật sự các chị muốn mặc nhung thì các chị nên mặc nhung tuyết. Nhưng mà nhung tuyết nó rất là nhiều khuyết điểm nha. Phải ai mặc rồi, quen rồi thì mới có thể mặc được nha các chị. Thứ nhất là khổ vải của nó rất là nhỏ. Thứ hai nữa là vải của nó không hề có độ co giãn và rất là khó may. Thứ ba nữa là rất khó sử dụng luôn. Các chị chỉ cần mặc một chút xíu thôi là những cái nắp nè, nắp nè, cái cửa tay nè, và đặc biệt cái chỗ này các chị mà xoay xoay nhiều là cái nhung nó sẽ tự động nó nằm xuống, nó sẽ bị bạc ra. Cho nên là vì sao nhung á, người ta thường sử dụng cho những cái dịp rất là quan trọng, và đặc biệt nữa là những chị nào mà phải mặc thật quen, các chị chỉ cần lên nửa ký thôi, không có cách gì, các chị có thể mặc áo dài nhung tuyết nó đẹp được hết đó, vì nó không hề có độ co giãn luôn. Và với cái khí hậu Việt Nam nữa các chị ơi, nó nóng chết nực luôn á. Nếu mà các chị đi ăn nhà hàng còn đỡ nha, các chị mà ăn ở nhà các chị ngồi màu đen một hồi đi, nó bám bụi cho các chị đủ hiểu luôn. Không một không cho em. Tóm lại là vải áo em đang mặc là giá 150.000 một áo, chất vải là lụa Hàng Châu hết. Yên Vi Hình 010, Khatile Lê 2 áo 010. Không một không cho em, giá 150.000 một áo, chất vải là tơ tằm Hạ Vi nha các chị nha. Trời ơi cái màu xanh này dễ thương lắm mấy chị ơi. Không một không cho em, giá 150. Chị nào lấy thì các chị chốt không một không cho em các chị ơi. Lên toàn mấy cái màu dễ thương không á. Cái màu mà để chuẩn bị cho các chị mặc Tết rồi, mặc đi đám rồi, mặc vào những dịp quan trọng với các chị. Hàng Trần 010, Giang Linh 010. Tơ tằm Hạ Vi này á, cái vải, cái chất vải các chị lên pho nó dài đẹp lắm. Xa xa 010. Với lại em cũng là một trong những đứa mà rất là hợp với màu đen. Chưa bao giờ em mặc màu đen mà các chị thất vọng hết. Em không mặc thôi á. Các chị ơi đây. Này các chị, một trong những mẫu màu mà mẫu và chất vải bán mà phải nói là nhiều nhất trong năm luôn. Gì nhỉ? Xuyến Chi hồng cắn sen 100.000 một áo các chị ơi. Lên vô hai áo 010. Các chị ơi, Xuyến Chi hồng cắn sen cho em 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt Xuyến Chi hồng cắn sen cho em nha các chị nhá. Chị ơi, các chị muốn may mà cho một người mà muốn xui lại đẹp ấy, nó còn phải góp phần cả cái người thợ may nữa. Các chị kiếm một cái chất vải gì đó để che khuyết điểm của các chị trước tiên đã. Rồi còn các chị màu sắc là nó phải phù hợp với cái làn da của các chị. Và thứ hai nữa là khi các chị mang đến cho người thợ may ấy, người ta may xong người ta sẽ thiết kế cho các chị tùy thuộc theo cái dáng người của mình nữa. Chứ không phải ai cũng mặc những cái một cái kiểu đó đâu, không có sao y bản chính như vậy luôn. Tùy theo dáng người nữa các chị ơi. Nguyễn Nguyên 010, Helena Đỗ 010. Nguyễn Thị Kim Anh 010, Nguyễn Hương 010, Liên Phạm 010, Mai Thảo hồng cánh sen, Trúc Trinh hồng cánh sen, Lê Sương hồng cánh sen, Liên Phương hồng cánh sen. Hồng cánh sen cho em giá là 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt hồng cánh sen cho em nha các chị nha. Chất vải là lụa Xuyến Chi đấy các chị ơi. Huế Tràng hồng cánh sen. Cho chị màu hồng kia đây mang đây. Hạt
hàng này em bán tặng cho các chị luôn này. Hàng này bán giá là 180.000 một áo. Riêng hàng này trong livestream này em tri ân cho các chị, em tính giá cho các chị 130.000 một áo. Bên em hoàn toàn đơn hàng của các chị được miễn phí ship hết nha. Nguyễn Thị Học Linh Lan các chị ơi. Nguyễn Ngọc Thu vậy áo mẫu mặc. Các chị lấy thì đánh cho em là Linh Lan vàng 130.000 một áo. Cái này chắc để cho cô may cái cho rồi. Mặc với lại quần màu đen. Trời ơi. Các chị ơi, Linh Lan vàng cho em giá 130.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt Linh Lan vàng cho em. Kim Liên Linh Lan vàng. Liên Phương Linh Lan vàng. Thảo Nguyễn hai áo Linh Lan vàng. Như Linh Mô Cao Linh Lan vàng một set. Cô Nguyễn Linh Lan vàng. Nguyễn Lương Áo Thuận Linh Lan vàng. Tuyết Trần Linh Lan vàng. Dương Kiều Anh Linh Lan vàng. Linh Tuyết hai áo Linh Lan vàng. Linh Vi Ngô Linh Lan vàng. Đặng Thủy Linh Lan vàng. Nhìn Trần hai áo Linh Lan vàng. Linh Lan vàng cho em giá 130.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt Linh Lan vàng. Ôi sao tự nhiên năm nay em khoái cái màu này lắm nha các chị. Nếu thật sự tơ tằm các chị nên lựa chọn những cái màu này. Tại vì đa số một tuần trước đến giờ các chị cứ theo truyền thống các chị quen thì các chị cứ mặc màu tối. Nhưng mà đặc biệt luôn tơ tằm các chị mặc màu tối nó có một cái nét đẹp khác. Nhưng nếu các chị mặc màu sáng đặc biệt luôn nó có một cái gì đó rất là hay luôn á. Nguyễn Hồng Linh Lan vàng. Linh Vi Ngô Linh Lan vàng một set. Màu này các chị lấy thì chốt cho em là 755 nha các chị nha. Chất vải là tơ tằm họa vi các chị ơi. Giá cho em là 150.000 một áo nha các chị nhé. 755 cho em giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 755 cho em. Quần trắng, quần da, quần vàng. Đa số các chị thấy người mẫu với diễn viên không? Các bạn đa số tơ tằm là nhiều nhất. Những cái màu lạ luôn á, dễ thương lắm. Trần Nguyệt Nga Linh Lan vàng. Kim Liên 755. Sandy Tràng 2 áo 755. Thanh Trung Nguyên Linh Lan vàng. Hàng Nguyễn 2 áo 755. Liên Phương 755. Cái màu này là mấy cô fashion viên truyền hình hay sử dụng nhiều nhất. Màu xanh ngọc. Jenny Huỳnh 755. Nguyễn Trên 755. Ngọc Diễm 755. Bảy năm năm cho em giá 150.000 một áo. Chất vải là tơ tằm hạ vi nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 755 cho em. Em có tơ màu này nữa.
là lụa Hàng Châu. Phạm Hoài 755. Vải tú mặc là lụa Hàng Châu, quần tú mặc vải cũng là lụa Hàng Châu luôn. Vải tú mặc là màu đen, quần tú mặc là màu vàng mỡ gầy. Dương Kiều Oanh 898. Trần Thị Nguyệt Nga 898. Nguyễn Lương An Thuận 755. Một 150.000 một áo các chị ơi, 250.000 một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 898 cho em. Chất vải là tơ tằm hạ vi nha các chị. Nguyễn Ngọc Phương 5 áo 898. Một áo 270.000 một bộ nha các chị nha. 560 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 560 cho em. Chất vải là lụa Vân Phát nha các chị. Nguyễn Ngọc Thu vải áo mẫu mặc 560, chị nào lấy thì các chị chốt 560 cho em. Còn chỗ này cho các chị khoảng chừng là 30 mẫu nữa là sạch nguyên một lô hàng này, thành công mỹ mãn cho các chị. Cho em giá 170.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 560 cho em các chị ơi. Thời điểm này là quá đẹp luôn, quá tuyệt vời để mua tất cả các cái mặt hàng vải để về may áo dài, vì rất là nhiều mẫu mã luôn, một ngày ra mấy chục mẫu. Kim Loan Nguyễn 560 một set. Phạm Hiền 560. Rồi thì các chị ơi, vàng thật thì không bao giờ sợ lửa hết, chỉ có vàng giả với sợ lửa thôi, chứ còn vàng thật là không bao giờ sợ lửa hết, kệ nó. Tiền nào của nấy là cái câu mà ông cha ta nói từ ngàn đời rồi các chị. Cứ tiền nào của nấy cho em là ok. Minh Lan 560. Một áo nha các chị nha, 270.000 một bộ, chị nào lấy thì các chị chốt 560 cho em. Vân Phép màu da đấy các chị, em còn các chị lô này nữa là hết ngày, nếu mà tối nay còn bán cho các chị lấy hết thì coi như là ngày mai chỉ còn bộ Thái Tuấn cho các chị thôi. Còn hàng thiết kế là bây giờ em bí luôn ở đây, em bí luôn tất cả những cái gì cần làm luôn, tại vì hoàn toàn những chất khác làm lên chưa có duyệt được bất cứ một chất nào hết. Xuân Trang Lê 560, Nguyễn Thị Kim Anh 560, Vũ Thị Hoa 560. Tép 3 chất luôn rồi đấy, chưa có chất nào lên ok luôn đấy các chị. Hoàng Anh Nguyễn 560. Còn 2. Đoàn Thủy 560. Còn 1. Tuyết Trương Thị 560. Okay. 176 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 176 cho em các chị ơi. Tuyết Trân 755, Ngô Như Loan 755 một set. 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị nha. 176 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 176 cho em. Bây giờ chỉ còn đúng ánh kim nhà em nữa là bán cho các chị ở một cái phân khúc cao cấp thôi. Còn thật sự luôn là test 3 chất vải lên rồi, chưa có chất nào duyệt được luôn đấy các chị. Thua. Cho nên cũng hơi buồn buồn.
Mỹ Nga 176, Nguyễn Thị Kim Anh 176, Như Ngọc 176, chị Phương Trần comment giùm em là 176 chứ không phải 167 đâu nha chị. Như Ngọc 176. Tuyền Pha 176, Bích Lâm 176, Phương Trần 176. Nào lấy thì các chị chốt 862 cho em. Test 3 chất vải rồi, chưa có chất nào duyệt nên được làm bán cho các chị hết, cho nên là vẫn đang phải chờ. Mà mỗi một lần kiếm được một cái chất để test hàng cho các chị khó lắm luôn á. Cho nên đến bây giờ là chỉ có ấm kim thôi các chị ơi. 862 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 862 cho em. Giá cho em là 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị. Trời ơi, ở trôn nó ôm rê đẹp lắm các chị ơi. Mặc vô hả, rất là sang luôn á. Tố Trương 862, 10 vỏ 862. Sang quá trời quá đất luôn á. Lan An Quyển 862, Đi Huệ 862. Bản thân của chất vải hàng lụa Vân Phép nó đã rất là đẹp rồi. Các chị mặc thiết kế lên nhẹ nhàng lên nữa là rất đẹp nữa luôn. Giá còn 170.000 cái áo à các chị ơi. Giang Đi Huỳnh 862, Phương Cá 862 một set, Nguyễn Bích Tuyền 862. Giá đối với em thấy là một cái áo thiết kế mà đẹp như thế này, các chị mua thì cũng khá là đẹp rồi. Trần Thiên 862, mua có nhu cầu mua sử dụng hay mua tặng thì em thấy nó cũng rất là vừa tiền luôn á. Hàng Món 176, Lên Trúc Trần 862, 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 862. Tông mà tông gọi là tông nhạt, sang này các chị. Trời ơi, không 43 các chị ơi, không 43 cho em, giá 170.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 043 cho em nha các chị nha. Qua chờ khoảng 176. Bài áo mẫu mặt còn nha chị Cá Thảnh Phương Nhiên. Phương Dinh 176, Phương Nguyễn 043 một set, Nga Nguyễn 043 một set, Tú Trương 043, chị Huệ 043, Ngô Như Lan 043 một set. Ngọc Diễm 176. Hết 176 rồi. Tới chị hôm nay cuối cùng còn có 2 áo là hết rồi. Chị Ngọc Diễm không có 176. Nguyễn Minh 043, Nguyễn Quỳnh Hương 043, Nguyễn Hồng 043,
170.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 043 cho em nha các chị nha. Gần thêm 043. Anh Nguyễn Nguyên 043. Này, các chị thấy không? Mẫu mã phải nói là đẹp tuyệt vời luôn á. Hoa văn rất là sắc nét luôn. 011 chị nào lấy thì các chị chốt 011 cho em các chị ơi. An Nhiên 043. Mẫu này á, may hả? Cái hoa hơi bị duyên luôn. 011 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 011 cho em các chị ơi. Em mới phải bỏ tiền ra nhập cho các chị 10.000 mét vải Thái Tuấn. Trời ơi, tủ em sạc bắp, còn một đồng xu. Đã vào hôm nay ngày 31 nữa. Ôi ôi. Nguyễn Thịnh 043 một xét. Nguyễn Thị Thu Hòa 043. Còn 2. Nguyễn Trinh 2 xét 043. Hết. 011. Nhân Liên Huỳnh 011. Nhìn Trần 011. Thương Tinh 011. Henry 011. Tủ Trương 011. Lê Nguyễn Thị 011. Văn Phạm 011. Lê Lương 011. Lắm các chị ơi, giá có 170.000 một áo à. Đồ nhà em các chị mua đi, trời ơi chất lượng. Không cần phải nói nhiều, không cần phải kéo nhiều. Trời ơi, em bán online mới có 6 năm, các chị em chưa có bán đến 10 năm đâu. Nhưng mà thật sự luôn, để những chị mà gọi là tín đồ mà chuyên sang áo dài, mà để mà mua cho những dòng hàng mà thật sự chất lượng và cao cấp, là chắc chắn 100% có những chị sẽ nghĩ tới em. Nhiễm yêu 0111 xếp. Nguyễn Thị Kim Anh 011. 170.000 một áo nha các chị nha, 270.000 một bộ, còn 2. Quá trời quá đất luôn, xinh lắm. Này các chị, chốt đơn cho em 772 nha các chị. 772 cho em, giá 170, chị nào lấy thì các chị chốt 772 cho em các chị ơi. Một cái line mà bán hàng lô cho các chị, là bán 50 mẫu hàng thiết kế, là các chị biết một ngày em phải làm biết bao nhiêu là hàng có thể có đủ cung cấp bán cho các chị. Vì thật sự là lượng khách hàng bên em rất là lớn, và lượng khách hàng bên em các chị mua hàng là hầu như hàng ngày luôn. Các chị đều có thể phân biệt được là mẫu nào mới, mẫu nào cũ, chất vải này như thế nào, chất vải kia như thế nào, giá cả có hợp lý hay không. Trời ơi các chị ơi, bây giờ khách hàng thông minh lắm các chị, không dễ gì mà qua mắt được đâu các chị ơi. Ủng hộ thì chị ủng hộ một lần thôi, nhưng mà để bỏ tiền ra mua thì các chị phải thực sự chất lượng với bỏ tiền ra mua. Chuyện đấy là tụi em kinh doanh là phải hiểu các chị. Tú Trương 772, Hướng Dương 772, Nga Trương 772, Minh Hà 772. Chị Nga Lê có 011 rồi nha chị. Jenny Huỳnh 772. Ủng hộ thì ủng hộ đúng một lần thôi, còn lần sau phải đẹp. Tại vì tiền ai cũng phải đi kiếm hết, ai cũng phải làm bằng mồ hôi công sức hết. Không có ai bằng tình thương hết các chị. Tình thương không có dành cho những người bán hàng. Tình thương là dành cho những người khó khăn điều kiện hơn mình để giúp đỡ, chứ không phải tình thương là các chị là mua hàng ủng hộ. Không. 772 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 772 cho em các chị ơi. 772 một set. Nguyễn Thủy 772. Giá cho em 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 772 cho em. Thương Vũ 772.
cho các chị xem lại cận cảnh một lần nữa này. Đẹp lắm. Nếu mà chị nào không thích mặc cùng tông á, các chị lấy quần màu xanh lá thì các chị phối vô là cái áo của các chị sẽ cực kỳ nổi bật luôn. Còn thường các bạn em sẽ phối cùng tông như vậy cho các chị này. Một áo 270 ngàn một bộ các chị ơi, 532 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 532 cho em. Ôi ôi nó dễ thương xỉu luôn. Ghê chưa? Gió mà cái cửa. Là ông kẹ lại sắp sửa đến rồi các chị. Yeah, em cảm ơn chị Hồ Bích. 537 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 537 cho em nha. 170 ngàn một áo các chị ơi. 270 ngàn một bộ nha các chị nha. Tiếp ca Nguyễn 772 một set. Set là lấy cho chị cái quần màu xanh lá. Đúng rồi, là đằng sau có treo cái lụa sapphire màu xanh lá. Lấy cho cô xanh lá hoặc xanh rêu á. Ông kẻ lại đến rồi. Yeah, em cảm ơn chị An Thanh. Chị nào lấy thì các chị chốt 537 cho em nha. Thu Nguyễn 537. Mai Hoàng 537. Mấy chị comment giùm em là 537 chứ không phải là 532 đâu nha mấy chị. Ái Thủy 537. Một áo chị nào lấy thì các chị chốt 537 cho em. Các chị ơi, cái hàng ở đằng sau á, nó là cái phân khúc mà hàng mà hôm vừa rồi em có nói với các chị là em còn khoảng chừng vài trăm mét nữa em sẽ tăng cường làm sớm nhất cho các chị để các chị nhận hàng. Và chất vải này thật sự luôn, đẹp cực kỳ. Nguyễn Thị Kim Anh 537. Đẹp lắm mà giá rất là mềm mại luôn, có 150 ngàn một áo thôi nhưng mà các chị nhận ở ngoài siêu chất lượng luôn. Các chị có đi tặng cho người thân hay là bạn bè hay là đối tác hay gì đó nó cũng rất là an toàn luôn. Với cái giá thành đó, giá có 150 ngàn một áo thôi nha các chị nha. Các chị ơi, nhân cái tay đẹp cái chân mới có hàng nha. Nhận ở ngoài là đẹp mê mê mặt cuộc đời luôn đấy. Em nói trước ạ, đợt trước em bán một lô rồi các chị nhớ chưa? Các chị nhớ không? Cái vân mà giống như của tơ tằm Thái Tuấn em mới mặc hôm qua em kia gì đó. Trời ơi, 794 cho em, giá 150 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 794 cho em. Nguyễn Thanh 537. Em này có nhiều chị nói nhận đồng phục, em không có nhận các chị ơi. Hàng của em năm nay em lên lịch các thứ ngày nào em bán em đã lên lịch trước cả tuần lễ cho các chị rồi. Hàng nó giao là một tuần sau mới bắt đầu hàng hóa giao tới đâu cho nên là thường đa số hàng thiết kế em rất là ít nhận đồng phục. Vũ Thị Ngân Giang 537. 150 một áo. Văn Phạm 794. Linh Trúc Trần 794. Na Trương 794 một set. Hà Nguyễn 794. Hướng Dương 794 một set. Lê Lưu 794. Trần Thủy 794. Anh Thái 794. Em hết nha các chị. Không có nhiều đâu các chị, ít lắm luôn á. Con chị hỏi em mang xe này.
hoa sen màu xanh môn này, đúng luôn, đẹp quá trời quá đất luôn. 473 cho em luôn này các chị, chị nào lấy thì các chị chốt 473 cho em nha. Rồi ông kẹ đến rồi các chị ơi. Mưa đi, ngày mai đứng mưa là được. Mai lễ các thắng thịnh mưa là được. $473 cho em, giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 473 cho em các chị ơi. Nhắm cái tay lẻ cái chân. Ta nói nó đẹp nhức nhối con tim. Lên đây Huỳnh 473. Còn 4 chị nào lấy thì các chị chốt 473 cho em. Dồn nó lên này Thanh ơi. Dồn hai cái đó qua bên xào bên kia đi rồi dồn cái này lên rồi còn 1. 173. Còn 2. Giang Kim 473. Còn 1. Cái này nó còn 2 áo 3 áo dồn nó còn 1. Dồn nó này thành 1 mắt luôn đi. 473. Các chị này đẹp chưa? Đồ là mua là phải siêu nghệ thuật và chất phải thế như thế này bán cho các chị chứ. 540 cho em, giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 540 cho em các chị ơi. Một áo chị nào lấy thì các chị chốt 540 cho em các chị ơi. Trần Thiên 540. Còn 1. Trần Phạm 540. Hết. Đây cho các chị xem cận cảnh. Cận cảnh em nó này. Ôi ôi. Chốt đơn các chị ơi. Ôi thương quá. 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha. Cho em 01 này các chị ơi. 01 cho em giá 150. Chị nào lấy thì các chị chốt 01 cho em. Trời ơi, xinh chưa? Xinh chưa? Một áo và một set, có nghĩa là một áo không và một thêm một bộ nữa là tổng là hai áo một quần. Không một cho em, chị nào lấy thì các chị chốt không một cho em các chị ơi. Huyền Nguyễn không một. Vậy hả chị? Không một cho em, giá 150 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt không một cho em các chị ơi. Nga Nguyễn không một. Hướng Dương 01, An Lạc 01. Còn 4. Đàm Thiên 01. Còn 3. Hương An 01. Còn 2. Vương Giang 01. Còn 1. Phạm Duyên 01. Quá trời. Quá trời chấn động. Quá trời quá đất chấn động. 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 155 cho em. 155 cho em, giá là 150. Chị nào lấy thì các chị chốt 155 cho em.
giờ mọi người đang là ngãn là không còn muốn bán tới cái gì cái gì, chứ không còn muốn bán tới thay tới ai tới thiết kế nữa đâu. Làm thiết kế khó lắm các chị ơi, toàn là cứ tơ tằm với lại mấy cái gì cho nó dễ bán nhất có thể, là các chị biết gì không, màu trơn phải trơn kiểu gì lên các chị cứ mua. 155 cho em, giá 150 chị nào lấy thì các chị chốt 155 cho em. Hướng Như 155, Quan Phạm 155, Jenny Huỳnh 155. Tiếp đầm 155. Còn 4. 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 155. Trần Thiên 155, Phương Giang 155. Cho em là 103 luôn này. Phụng Hồ 155. Còn 1. Vi Yến Phạm 1Z537 và 155. 103 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 103 cho em các chị ơi. Giá cho em là 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha. Quần em mặc là giá 150, chất vải là lụa Hàn Châu. Hướng Như 103, Khoa Nguyễn 103. Các chị xem áo thiết kế chị đã con mắt không các chị? Quá trời quá đất đã mắt luôn. Nhiễm Yêu 537, Jerry Nguyễn 103, Trần Thiên 103. Sáu sáu hai Nguyễn Hồng 103. Sáu sáu hai màu hồng mặc đi lễ ngày đầu năm này chị. 662 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 662 cho em. 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha. Tào Anh Đăng Nguyên 103, Nguyễn Thủy 103. Còn 1. 662 là 2 sen này chị ơi. Đẹp quá. Nguyễn Thị Văn 103. Mỗi một ngày em luyện công cho các chị toàn buổi đêm không? Nhưng mà cái luyện công các chị nhớ thì không hiểu luyện công là cái gì. Bởi vậy cho nên là hả, em là cú đêm mà 3-4 giờ sáng em mới ngủ không á. Trần Kim Xuân 662 một phép. Nhị Trần 662. Lucy Nguyễn 662. 662 cho em, giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 662 cho em nha. Chất vải tơ tằm đẹp lắm các chị ơi, không có cần phải lo lắng gì đâu. Trời ơi, bán một đợt trước rồi, bây giờ chỉ còn đúng bằng này nữa thôi, bán các chị nữa là hết luôn. Jenny Huỳnh 662 một áo và một set. Suri 662. Nguyễn Thị 2 áo 662. Còn 2. Ánh Kim 662. Còn 1. Như Đặng Thị 662 một set. Em hết nha. 150.000 một áo, 250.000 một bộ các chị ơi. Chốt đơn. Thế nào? Quá trời quá đất chưa? Ôi. 231 này các chị nào lấy thì các chị chốt 231 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 150.000 một áo, 250.000 một bộ, miễn phí ship toàn quốc cho các chị luôn. Chất vải thì không cần phải bàn cãi gì rồi. Em tự tin với các chị luôn là hàng em làm cho các chị đợt coi chú là từ giờ đến Tết luôn. Phải xuất sắc lắm. Qua rất là nhịp trải qua quá trình luôn rồi mới bán ra hàng cho các chị. Jenny Huỳnh 231. Nguyễn Thu Hảo 231. Văn Phạm 231.
150.000 một áo, 250.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 231 cho em nha các chị nhé. Thăng Phạm 231, Nguyễn Hồng 231, Jet Chumel 231, Phương Giang 231 một set, Thơm Vũ 231, Bảo Anh Nguyễn 231, còn một Trang Nguyễn 231 hết. Quá trời chưa. Đây nó nè, 864. Ôi trời đất ơi, 864 cho em, giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 864 cho em các chị ơi. Tính xỉu. Còn đúng 6 mẫu nữa thôi đấy các chị à. Phương Cá 864 một set. Đào Anh Nam Nguyên 864. Không, nhà em không có hợp với hoa nhí chị ơi. Ít lắm, em biết làm hoa nhí lắm. Nha Trương 864 một set. Hoa nhí nhà em có phân khúc hàng khác em bán, nên thường hàng thiết kế là em ít khi nào để vải và làm hoa nhí lắm. Tiếc không các chị ơi. Tại vì hoa nhí là nó hoa nó. Nói chung là em giải thích cho chị chứ không phải em chê nha. Em giải thích cho chị vì sao lý do em không làm. Là vì trên nền vải nó là vân, mà khi chị làm hoa nhí lên nó phủ hết luôn toàn bộ cái vân vải luôn, nó không còn cái nét đẹp của nó nữa. Cho nên vì sao em không làm hoa nhí nhiều là như vậy đấy. Còn hoa nhí thì bên em có phân khúc vải khác bán các chị, chứ không có bán mấy cái hàng thiết kế này các chị ơi. Nga Trương 864 một set, Châu Sang 864 một set. Còn 3. Chứ em không có nói là em chê hoa nhí xấu nha. Em đang giải thích vì sao mà trong những cái loại hàng em làm cho các chị. Tại vì khi em làm hàng cho các chị, em dựa trên cả kinh nghiệm khi em làm quá nhiều hàng ấy, thì em sẽ thường là vẫn nói với các chị chất vải của nó đã đẹp, mà các chị che nó đi thì nó không còn đẹp nữa. Cho nên là mình tôn nó lên thêm hơn nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Cái đó là lý do vì sao mà hàng thiết kế thì em mới biết làm hoa nhí là như vậy đó chị. Hoa nhí thì theo em thì chị nên mặc tơ tằm. Giờ tơ tằm toàn hoa nhí à, trên nền vân vải của nó này chị này. Đó, khi mà chị che nó đi hết toàn bộ luôn rồi ấy, thì nó sẽ lâm ra, nó trở thành là nó rất là rối và nó không còn một cái ý nghĩa gì hết. 232 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 232 cho em nha. Giá cho em là 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị. Ít lắm, lâu lâu em biết làm 1-2 mẫu hoa nhí mà gọi là theo em là nó thấy xuất sắc nhất á thì em làm thôi, chứ còn ít làm á. Giá cho em là 150.000 một áo, 250.000 một bộ. Trời ơi, cái màu xanh nó đẹp. Văn Phạm 864. Trời ơi, cái màu nó đẹp. 232 cho em, giá 150.000 một áo. Thế Thế Nguyễn 232. Tiếp Trầm 232. Hoàng Yến 232 một set. Anh Thu 232. Mini 232. Hoàng Anh Lương 232. An Đoàn 232. Thúy Thúy Nguyễn theo một áo 232. Còn 2. Trần Thiên 232. Còn 1. Teresa Mai Phạm 232. Mẫu này các chị chốt đơn cho em là 575 nha. Trời ơi, đủ cái nư của các chị chưa? 575 cho em, giá 150. Chị nào lấy thì các chị chốt 575 cho em các chị ơi. Trời ơi, đủ cái nư của các chị chưa nè. Các nhà Tú là phải mặc cái thế này. Ok, chị Thúy Nguyễn thêm hai quần cho hai áo 232.
Các chị ơi, 575 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 575 cho em nha. Giá cho em là 150.000 một áo, 250.000 một bộ, chắc phải là lụa. Lụa tơ tằm. Cực kỳ đẹp nha. 575 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 575 cho em các chị ơi. Ủng hộ 575. Đẻ cái lư luôn đấy các chị. Sàng lắm. Phong Vũ 575, Trần Thiên 575, Nguyễn Thu Thảo 575, Jenny Huỳnh 575, Jack Sumail 575. Còn 2. Thảo Vũ 575. Còn 1. Cho em 12 luôn này các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 12 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 150.000 một áo, 250.000 một bộ các chị ơi. Cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt 12 cho em nha. Thật với các chị, những cái này em khỏi cần phải ướm, các chị thấy nó cũng đẹp. Ok chị Nini, chị Nini theo quần của mã 232. Cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 12 cho em. Em có một cái mẫu vai nhí màu hồng cánh sen này. Rất là xinh luôn, lụa Vân Pháp đó chị. Tết Dương Thị 12 một phép. Diện tròn 2 áo 12. Mai Hoàng 12. Kim Văn Bùi 12. Trinh Nguyễn 12. Còn 2. Ngô Như Loan 12 một phép. Còn 1. Mẫu này các chị lấy thì chốt cho em là nhí hồng, chất vải là lụa Vân Phép nha, 170.000 một áo đấy. Đây này, nếu mà chị thích nhí đó, em làm là khi các chị nhìn nó phải rõ, có nghĩa là nó rõ cái hoa văn của nó trên cái nền vải của nó này, và nó hạn chế thấp nhất với lại hoa nhí. Đa số là các chị trẻ các chị sẽ mặc nhiều hơn là những chị mà gọi là có tuổi một chút, cho nên thường là hoa nhí sẽ là màu sáng nhiều hơn là màu tối, mà rất là ít, lâu lâu có khoảng chừng 3-4 mẫu bán trong cho các chị thôi. Tại vì nó che hết đi, nếu mà hoa càng kín thì nó che toàn bộ cái phần vải đẹp đi, mà cái chất vải thì lựa rất là khó rồi. Cho nên vì sao là như vậy đó. Còn không? Còn 12, còn 1. Các chị ơi, cho em là nhí hồng nha, chất vải là lụa Vân Phép nha các chị, 170.000 một áo. Ôi là xinh. Mặc lụa Vân Phép là nhẹ lắm. Siêu nhẹ luôn, dễ thương lắm luôn á. Thanh Hoa nhí hồng, Cơ Ra Cổ nhí hồng, Trong Nguyễn Văn nhí hồng, Bình Yên nhí hồng. Nhí hồng cho em giá 170, chị nào lấy thì các chị chốt nhí hồng cho em các chị ơi. 170.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị. Nguyễn Bích Tuyền nhí hồng. Còn chị nào lấy thì các chị chốt 005 cho em. 170.000 một áo, 200 à, xin lỗi các chị. 005 là giá 150, còn nhí hồng là giá 170 nha các chị nhé. Bình Yên thêm một áo nhí hồng.
giá 1,50. Henry 005. Cho em giá 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 005 cho em các chị ơi. Còn hai mẫu nữa các chị. Xinh quá trời quá đất luôn. Màu cỏ úa. Châu Sam với học một xếp. Tới 350.000 một áo rồi các chị nhà mình ơi. Sau khi trả đơn cho các chị em còn bằng này. Vì Thái Tuấn ấn kim, nếu ngày mai có bán là giá lên 350.000 một áo. Hôm nay ngày 31 chốt đơn. Các chị ơi, đắm cho em là ấn kim đen tím nha, 300.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt ấn kim đen tím cho em. Ngày hôm nay là ngày 31 mà các chị không lấy nữa thì thôi nha. Em có 11. Quá đẹp. Nhận được là chỉ có nghiền. Ấn kim đen tím cho em 300. Trần Cẩm Huy ánh kim
trên tím một xét. Cho chị tới cái mẫu màu hồng. Từ còn cho các chị 15 phút để bán cho các chị đồ ăn phim giá 300.000 một áo. Ngày mai là ngày mùng 1. Các chị ơi, ngày mai là ngày mùng 1 tháng 11. Đồ ăn phim thiết kế thì em sẽ lên các chị giá là 350.000 một áo nha. Chị ơi, 514 cho em giá 300. Chị nào lấy thì các chị chốt 514 cho em nha các chị nha. Với lại cho chị cái rèm mà em treo ở đứa đằng sau ngay để chơi dưới đất đấy Thanh ơi. Một áo, hai áo á, bỏ lên đây cho chị. 514 cho em giá 300. Chị nào lấy thì các chị chốt 514 cho em các chị ơi. Dạ ok chị, để em coi có em lấy cho chị. 514 cho em giá 300. Chị nào lấy thì các chị chốt 514 cho em. Em có 3 áo rồi các chị ơi, không kéo thứ tư luôn. Nguyễn Hải 514, Loan Nguyễn 514, còn một. Mẫu này đẹp lắm các chị, này xinh lắm. 300.000 một áo nha các chị ơi. Tiếp băng 514. 107 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 107 cho em. 300.000 một áo, 400.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 107 cho em. Hoàn toàn là ám kim hồng, rất là hiếm của nhà em luôn á. Và em vẫn còn giữ cái chị giá này, là em có nói với các chị mà cứ qua đến đúng tháng 11 là em lên giá các chị thêm 15% nữa luôn. 107 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 107 cho em. 300.000 một áo, 400.000 một bộ, chất vải là lụa ám kim nha các chị. Cho các chị đến cả gần một chục cái áo luôn. Mặc cái nào là bán cái đó, mặc cái nào là bán cái đó mà. Nhà Mai Liên Hoa 107 một set. Nam Nguyễn 107 một set. Linh Linh 107. Đây, tím Huế này. Tím Huế này các chị. 120 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 120 cho em. Giá cho em là 300.000 một áo, 400.000 một bộ nha các chị nha. Lấy cái ghế đứng lên, lấy mấy cái áo kim của chị xuống, xuống cho các chị xem. Em không bao giờ nói dối ai bất cứ một cái gì luôn. Rồi cái lập thể xuống này. Rồi cái áo màu xanh kia là tối nay mặc này. Không không, cái lập thể ở trong. Đây. Rồi cái đen hồng nữa. Đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi các chị. Cái này là cái đen tím em vừa bán cho các chị này. Là cái này là đợt trước em có bán rồi này. Ở trong có cái đen hồng đó cháu. Đó này, một trong những siêu phẩm của nhà Tú này. Thấy chưa? Đó. Tiếp. Áo này mai mốt mà có mặc lại cũng không bao giờ bán giá 300.000 một áo luôn. 350.000 một áo luôn các chị ơi. Tiếp tục. Tiếp, tiếp cái đó luôn. Tiếp cái đó luôn. Đây, cái này tối nay sẽ mặc nè. Ôi trời ơi, con một cái màu đỏ nữa, con én để cô may cô mặc, cô chụp hình xét cái màu cỏ úa, xét cái màu cỏ úa, hoàn toàn là ám kim hết nha các chị. Còn nữa, còn 4-5 cái đang còn phải đi đính nữa các chị, chưa có xong. Cái này nè, có một hai màu á, khác một chút xíu. Trẻ cái áo của chế về đây, không có được bỏ ra. Cái kìa, ở đâu ra vậy?
xà leo nha, nhưng mà không có bán rẻ này, trời ơi các bạn ơi. Anh thu 120. Một 120 cho em nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt 120 cho em, giá cho em là 300.000 một nè các chị ơi. Một 120 cho em, giá 300.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 120 cho em. Tranh thủ lấy đi các chị một cái áo được tính còn giá đến 3, giảm được đến 50.000 đấy. Cũng y chang vậy, ngày mai mua giá 300. Ngay và liền. Toàn là ấn kim hồng hiếm luôn á. 035 này các chị nào lấy thì các chị chốt 035 cho em. 300.000 một áo, 400.000 một bộ. Nguyễn Lý 120 một set. Nhung Phan 035. Số 10.
300 ngàn một áo các chị ơi. Cái này là Đất Nguyễn 93 mặc, chưa có men xuống đâu. Đây nữa nè. Không. Chị lấy nữa không? Lấy nữa em nghỉ nha. Ok chị Hà Phường. Còn một nàng nữa, nắm một nàng nữa không? Nghỉ nha. Hẹn gặp lại các chị vào livestream tối nay nha.